ngồi xuống đi rồi mở thử xem coi cho nó có gì không. Chú sẽ đi ra kia. Ôi ơi. Chúng đây. Đâu lôi ra? Cái gì vậy? Hả? Lôi ra. Xem không? Đâu lôi ra. Đâu còn gì nữa không? Còn gì trong đó nữa không? Mami đâu biết đâu còn gì trong đó không? Mở ra coi. Rồi. Còn gì nữa không? Ai hết rồi? Hả? Trong nó còn gì nữa? Mở ra. Không phải đồ à con à? Không phải à rồi. Không phải đồ con à? Ủa mới tưởng đồ à con chứ. Rồi sao giờ? Nói với Út đi. Với Út ơi. Chừng nào Út mang đồ quả con tới. Ra coi gì không? Còn gì nữa không? Coi lại cho con không? Bước gì? Cái gì? Con. Có không con? Không có là thôi đóng cửa vô đi con ơi. Chắc tí nữa họ mang tới. Ok. Thất vọng quá, không phải đồ của Will rồi. Ba.